Chào các bạn, Julie đây. Chào mừng các bạn đã tới với video của Julie. Dạ, gần đây có rất là nhiều bạn hỏi với Julie là cô ơi, cam cà rốt có khử thâm được không? Cách mix màu cam cà rốt như thế nào? Và khi mà đi xử lý môi thâm bằng cam cà rốt ra sao vậy cô? Thì trong video này, Julie sẽ giải thích cho các bạn cam cà rốt có tác dụng khử thâm không? Đầu tiên, các bạn cần hiểu về những môi thâm. Môi thâm là môi có nhiều ánh đen, môi thâm nhẹ, thâm phưa, thâm đen và cả thâm tím. Với những môi thâm này, các bạn cần phải khử thâm, sau đó các bạn đợi 2 tháng sau các bạn lên màu chủ đạo. Và đối với những môi thâm thì các bạn cần phải xử lý thâm nha. Và để mà có một cái đôi môi đẹp, các bạn phải sử dụng nguyên lý màu chọi trong phun xăm. Đen, các bạn nhớ tới màu trắng. Và đối với màu tím, thâm quá đen, thâm quá nặng, thâm tím, thâm chi rồi, thì các bạn sử dụng màu vàng chanh. Vàng chanh có tác dụng khử tím, nâng tông và sáng màu môi. Và lên màu cuối cùng mà đối với những môi thâm, các bạn cần nhớ tới màu cam tươi. Các bạn nhớ 3 bước này rồi Julie. Ví dụ đối với những môi thâm quá nặng, thâm đen, thâm tím đi, thì Julie sẽ sử dụng màu trắng 2 lượt, xong sau đó là đi vàng chanh 2 lượt rồi lên cam tươi non mực. Còn đối với những cái môi thâm vừa thì các bạn có thể bỏ qua bước vàng chanh, tức là đi trắng 2 lượt xong sau đó các bạn sẽ lên cam tươi non mực. Trong trường hợp các bạn sợ đi màu trắng, các bạn chưa tự tin ở kỹ thuật tạo hạt của mình đi, thì các bạn có thể sử dụng những màu có nhiều tông trắng như là màu hồng cam sữa, hồng nút, màu cam sữa hoặc là màu da đi chăng nữa cũng được. Thì tức là những cái màu có nhiều tông trắng sẽ có tác dụng khử thâm rất là hiệu quả, có thể thay thế cho bước sử dụng màu trắng giống như Jolie. Đi màu ví dụ đi hồng cam sữa 2 lượt rồi lên cam tươi non mực thì cũng có tác dụng khử thâm nha. Và quay lại với chủ đề chính, đó là màu cam cà rốt có tác dụng khử thâm hay không. Màu cam cà rốt là màu có tông đỏ, tức là được mix từ màu trắng, cam và màu đỏ, thì vẫn là cam có ánh đỏ. Cho nên Julie thấy đối với màu cam cà rốt này chỉ duy nhất phù hợp với môi thâm nhẹ mà thôi. Còn những trường hợp môi thâm vừa đổ lên, Julie khuyên các bạn không nên sử dụng màu cam cà rốt này. Vừa rồi Julie có nhận một tin nhắn của một bạn online gửi cho Julie. Bạn chụp hình một cái hình mà hình đang bong ra, thì Julie thấy màu môi không tươi. Julie có hỏi bạn sử dụng màu gì để mà xử lý thâm. Bạn mới nói rằng là bạn sử dụng màu cam cà rốt để khử thâm, xong sau đó bạn lên đỏ tươi nò mực. Thì nghe là các bạn đã thấy là môi này nó sẽ không tươi màu rồi. Đầu tiên là đi cam cà rốt để khử thâm, tiếp theo không đợi 2 tháng sau các bạn lên màu đỏ luôn thì màu môi sẽ không tươi. Và cam cà rốt các bạn cũng thấy là Julie vừa rồi có nói chỉ đi dành cho môi thâm nhẹ mà thôi, không có tác dụng đi dành cho môi thâm vừa, thâm nặng, thâm tím, thâm đen. Cho nên các bạn lưu ý trong trường hợp này. Và tại sao là có rất nhiều bạn nhắn tin với Julie như thế này? Theo mà Julie đoán, có thể là có bạn làm trên những nền tảng mạng xã hội á, bạn chia sẻ là màu cam cà rốt có tác dụng khử thâm, bạn đi lên cho các bạn xem, rồi các bạn xem mà các bạn không có chọn lọc á, thì cũng rất nhiều người giống như Julie chia sẻ về nghề, nhưng mà không phải ai cũng giống ai cả đâu. Mỗi người phương pháp cách làm cũng khác nhau và không phải ai cũng phải là chính xác hoàn toàn 100%. Mỗi người quan điểm và cách làm nghề khác nhau, và khi các bạn xem trên những nền tảng mạng xã hội như vậy, các bạn cần phải sự chọn lọc và hiểu về nguyên lý màu, cách làm của họ, những cái người mà chia sẻ về nghề như vậy là đúng hay sai. Các bạn chọn lọc để mà các bạn ra được cái phương pháp của các bạn, để mà các bạn hiểu về nguyên lý màu, chứ không thể nào mà mua đen mà dính màu đỏ vào thì lấy gì mà môi tươi màu, đúng không? Các bạn hãy chọn lọc, xem, chọn lọc để mà ra được cái phương pháp của mình hiệu quả hơn để áp dụng làm cho khách hàng của mình.
Truly mong rằng với video trên sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về nguyên lý màu sắc trong phun xăm để các bạn có thể làm thật tốt cho khách hàng của mình. Nếu như các bạn có khó khăn, có vướng mắc gì, các bạn có thể vào trong nhóm học Telegram của Truly qua đường link bên dưới. Bên Truly chuyên đào tạo về nghề phun xăm thẩm mỹ từ cơ bản tới nâng cao. Các bạn có thể đăng ký khóa học bên Truly qua số điện thoại 0937 373396. Và đừng quên, bên Truly có bán đầy đủ về dụng cụ phun xăm, dòng mực roi của Đức, về sách phun xăm thẩm mỹ. Các bạn có thể vào trong trang web shopphunxăm.com. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn trong video của lần sau.